Xin chào quý vị các bạn, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến gặp một vị khách mời nổi tiếng, là một con người nổi loạn. Vâng, đó chính là chiếc Mini Cooper phiên bản 2019. Để nói về phiên bản 2019, trước tiên thì chúng ta sẽ nói đến màu sơn. Đây là màu sơn vàng cam mà lần đầu tiên xuất hiện ở trên một dòng xe Mini. Trước đây thì chiếc Mini Cooper này, không phải là trước đây mà từ ngày đầu tiên ra mắt một chiếc xe của Mini Cooper thì sẽ sử dụng một cái màu truyền thống là màu vàng Vulcanic, mà anh em ở trong giới gọi đùa với nhau ở Việt Nam là màu vàng xoài ấy ạ. Còn bây giờ thì đã có một màu vàng cà rốt như quý vị các bạn đang thấy ở đây. Nếu như trước đây những cái đường viền mạ chrome được xuất hiện rất nhiều ở phần đầu xe để làm nổi bật, thì nay những cái đường viền chrome đó đã được chuyển hóa thành màu sơn đen piano. Vâng, nó mang đến cho chúng ta một cái sự sang trọng hơn, giảm bớt đi cái phần cá tính của xe, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta một cái cảm giác thể thao hơn. Các cái thế hệ trước thì cái phần đèn pha của Mini Cooper thì cũng được chạy một cái đường viền chrome ở xung quanh, trông khá là nổi bật. Nhưng mà nay đã được chuyển hình màu đen, nhưng mà không phải vì thế mà không nổi bật nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có một đường viền bằng đèn LED chạy xung quanh cái đèn này luôn. Trước đây thì cái đường viền đèn LED này được chia làm hai tầng, phần trên là xi nhan, còn phần dưới là đèn LED. Còn bây giờ thì tất cả đã được làm thành một vòng đèn LED định vị ban ngày kèm theo xi nhan. Và hệ thống đèn của xe là hệ thống đèn full LED kèm theo cái hệ thống thông minh mới là liếc theo góc lái. Ngoài ra, nếu như mà chúng ta để chế độ auto thì khi mà chúng ta đánh lái, chúng ta không cần phải gạt cần xi nhan, xe sẽ tự động xi nhan theo hướng mà chúng ta đánh lái. Vâng, rất thông minh phải không ạ? Còn sở hữu mang trên mình khối động cơ twin turbo 2.0 lít thì đây, chính nó đây, động cơ của BMW, công nghệ của BMW. Ngày hôm nay chúng ta đã có chiếc Mini Cooper S phiên bản 5 cửa 2019 đứng ngay bên cạnh Duy. Phần thân xe thì có một cái đặc điểm mà Duy có một điểm mà Duy muốn nói ngay tới quý vị và các bạn, đó chính là bộ la răng 17 inch. Bộ la răng 17 inch này, theo như Duy được biết, thì chỉ được trang bị ở trên chiếc Mini 7. Quý vị và các bạn có thể lên trên Google để search, là một cái phiên bản khá đặc biệt của Mini. Và bộ vành này sẽ chỉ được trang bị ở trên chiếc đó mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tại Việt Nam thì nhà nhập khẩu trực tiếp tại Việt Nam đã đặt bộ vành này là bộ vành tiêu chuẩn cho những chiếc Mini tại Việt Nam, đặc biệt là trên chiếc 5 cửa mà quý vị và các bạn đang thấy ở đây. Bộ vành 17 inch rất đẹp phải không ạ? Được phối hai màu, màu sơn đen bóng và một cái màu bạc ở đây. Chúng ta nhìn thì chúng ta rất giống như là nhôm phay xước, nhưng mà khi sờ vào thì nó là bề mặt bóng ạ. Và rất tiếc là bây giờ là ban ngày nên là Duy không thể show được cái đèn ở dưới gương cho quý vị các bạn xem. Nhưng mà khi mà buổi tối khi chúng ta đi về thì sẽ có một cái đèn chiếu ở phần phía dưới của gương, chiếu xuống đất logo của Mini. Và tại thời điểm hiện tại thì với phiên bản 2019 thế hệ mới này thì cái logo của Mini cũng được thiết kế lại một chút 2D, nhìn đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo thì mời quý vị các bạn sẽ tiến tới phần đuôi xe, cái phần mà có thể nói là cho chúng ta những cái điểm rất là hấp dẫn ở trên một mẫu xe như Mini Cooper. Những cái thế hệ trước đây ấy, thì cái phần đèn chỉ là cái đèn tròn, cũng là một cái kiểu dáng như thế này, đường viền chrome xung quanh, nhưng mà cái kiểu đèn ở bên trong là đèn tròn. Nay thì đã được thiết kế lại theo cái dạng New Jack, cờ Anh đấy ạ. Và chúng ta cũng có một cái đường viền màu đen bóng piano chạy xung quanh làm điểm nhấn. Đối với cả một mẫu xe như Mini, chúng ta sở hữu một cái màu cam đẹp như thế này thì những thực sự thì những cái điểm nhấn màu đen piano này phải nói là hấp dẫn. Đây, ngày trước thì những cái phần viền ở dưới này, ở dưới radar sốc dưới ở phía sau thì sẽ là đường viền chrome, nhưng mà nay cũng được trang bị thành đường viền piano đen bóng hết. Chúng ta có 1, 2, 3 và 4 cảm biến kèm theo hệ thống ống xả đôi ở chính giữa. Ngay bây giờ thì Duy sẽ để nổ xe lên để cho quý vị các bạn thử thưởng thức cái tiếng bô ống xả này xem sao nhé. Mm-hmm.
Quý vị và các bạn có thấy thích thú với cả tiếng ống xả của chiếc Cooper S này không ạ? Hãy comment ngay phía dưới video. Và nếu như ai đó cá tính hơn, thích những cái tiếng ống xả mạnh mẽ hấp dẫn hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể thay hệ thống ống xả. Nhưng mà với Duy thì với một chiếc Cooper S như thế này, hệ thống ống xả này là vừa đủ. Chúng ta cũng đã đủ cái sự phấn khích rồi. Mẫu xe nhỏ mà. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiến vào cái khoang để đồ. Vâng, một không gian để đồ kèm với cả một cái thân hình nhỏ nhắn như này thì chắc chắn chúng ta cũng không thể đòi hỏi được một cái không gian để đồ rộng rãi hơn được nữa. Những người sở hữu một mẫu xe như là Mini Cooper thì thường họ sẽ quan tâm tới cái tính cá nhân nhiều hơn. Họ sử dụng hàng ngày, đi chơi, đi làm. Chứ còn không phải là thường những người sở hữu một mẫu như là Mini Cooper thì gia đình thường có những cái xe để phục vụ những cái việc cho gia đình riêng rồi. Mẫu xe 7 chỗ hay là một mẫu xe đi tiếp khách sang trọng như là Mercedes hay BMW Series 7. Nhưng mà với Mini này thì chúng ta sẽ chuẩn là để dành đi chơi. Sáng ra đi chơi cuối tuần, cà phê quá hợp lý phải không ạ? Và cốp thì cũng được chia ra làm 2 tầng. Tất cả những cái này thì rất là tiện dụng rồi. Bởi vì mẫu xe này có cái giá lên đến hơn 2 tỷ một chút. Những cái điểm rất nhỏ như thế này thôi nhưng mà lại là những cái điểm mà Duy rất thích ở trên một mẫu xe nhỏ. Ví dụ như là cái phần ngăn chia 2 tầng này. Xe thì không có lốp dự phòng. Chúng ta muốn mở rộng khoang để đồ, chúng ta có thể lật cái này lên. Và ngay lập tức ở đây đã có cái phần giữ vào đây. Một cái lẫy rất nhỏ thôi nhưng mà thể hiện được cái sự tinh tế của nhà sản xuất. Một người cao 1m75 như Duy có cái thân hình cũng không hề nhỏ nhắn một chút nào. Mình mới chỉ là form châu Á thôi, chứ còn form châu Âu thật sự là ngồi ở mỗi xe này thì rõ ràng là cái hàng ghế thứ hai này không đem lại cho chúng ta một cảm giác thoải mái dễ chịu được. Phần lưng ghế phía sau thì khá đứng. Phần khoảng duỗi chân cũng không có nhiều. Từ đầu gối đến lưng hàng ghế phía trước thì cũng chỉ khoảng chục phân mà thôi. Nhưng mà cái không gian nó khá là tù. Nhưng mà có một cái điểm này mà Duy muốn chia sẻ với quý vị các bạn. Đó chính là những người sở hữu những cái mẫu xe như là Mini Cooper. Cụ thể là chiếc Mini Cooper này luôn. Thì họ quan tâm tới cái tính cá nhân của họ nhiều hơn. Thường họ di chuyển hàng ngày chỉ đi trong phố thôi. Và họ cũng chỉ di chuyển cùng lắm tối đa lên tới 2 người thôi. Gần như là cái hàng ghế thứ hai này rất ít khi sử dụng, giống như là một mẫu xe SUV hay là mẫu crossover mà có thêm cái hàng ghế thứ ba, quý vị các bạn. Thường thì rất ít khi sử dụng luôn. Họ không sử dụng mấy đâu. Và có khi lên xe họ sử dụng cái ghế đấy, họ đẩy ra phía sau để ngồi thoải mái, không quan tâm phía sau có cái gì luôn, bởi vì chả mấy khi dùng cả. Xe thì cũng được trang bị những cái vị trí để đồ cơ bản thôi, như là hộc để nước ở bên cánh cửa này, ở phía giữa này. Và chắc chắn là ở đây chúng ta chỉ ngồi được 2 người lớn thôi, cũng không thể ngồi được 3 đâu. 3 thì là phải gượng ép một chút. Đây, thì cũng ngồi thử ra đây luôn. Ở đây có một cái gờ nhô lên ở đây khá là khó chịu. Và cái phần ụ ở đây chúng ta cũng không thể để chân vào giữa được. Đúng là một mẫu xe nhỏ thì cũng không thể nào mà đòi hỏi được quá nhiều. Đây, ai đó vừa bơm ghế lên, thì còn tặng người như Duy ngồi thì cái phần ghế này Duy thích để nó thấp thấp một chút. Ngồi cảm giác nó cũng có phần thể thao hơn. Và khi chúng ta điều khiển xe thì chúng ta cảm giác nó gắn kết với mặt đường tốt hơn. Như ở cái ghế lái của chiếc Mini Cooper S này thì những cái mẫu Mini Cooper thì thường sẽ không có những cái trang bị như là ghế điện hay là nhớ ghế đâu quý vị và các bạn ạ. Nên là họ cũng đặt ra một cái yếu tố luôn. Đây là mẫu xe của chủ nhân. Và chỉ một mình chủ nhân đấy sử dụng mà thôi. Năm thì 10 họa lắm thì cho bạn mượn. Nên là cũng không cần phải trang bị ghế chỉnh điện gì. Bởi vì rõ ràng một mẫu xe nhỏ như này thì chúng ta chỉnh tay nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cả một mẫu xe chỉnh điện. Tất cả những cái vị trí để chúng ta chỉnh tay thì làm được rất là chắc chắn. Ở trên cửa thì chúng ta cũng sẽ có những cái trang bị cơ bản. Ở không gian của xe thì nói chung là nhỏ. Tiếp theo là chúng ta có hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa. Có lẽ là chúng ta sẽ quay lại ngay với cái phần vô lăng này đi. Vâng. Phần vô lăng này sẽ là cái phần thay đổi cũng khá nhiều so với cả những cái mẫu xe Mini Cooper trước đây. Bởi vì chúng ta nhận thấy đầu tiên ngay đó chính là cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Trước đây ở những cái mẫu Mini Cooper thì sẽ không được trang bị hoặc là chúng ta sẽ phải option thêm. Phần vô lăng bọc da cũng được khâu những cái chỉ màu ghi xám nổi bật hơn. Đây chúng ta thấy cái phần này nhìn nó thể thao hơn, phần nổi bật hơn. Cái thiết kế của vô lăng của Mini thì đẹp, rất hấp dẫn. Ở hai bên cửa
rồi vô lăng chúng ta cũng sẽ được thay thế bằng những cái mảng ốp piano đen bóng để phù hợp hơn với cả phần ngoại thất. Tiếp theo thì Duy sẽ phải nói đến ngay cái logo ở phía dưới đáy của chiếc vô lăng này. Đây ạ, logo Union Jack. Cái phần đồng hồ hiển thị này thì về cái khuôn, cái kiểu bố cục thì là vẫn giữ nguyên như là ở trên những cái mẫu Mini Cooper trước đây thôi. Tiếp đến thì Duy muốn nói tới cái màn hình chính giữa 6,2 inch ở đây. Ở cái thế hệ trước thì cũng đã được trang bị cái đèn viền ở đây xung quanh đây. Chúng ta có thể thay đổi cái vị trí, thay đổi cái màu của đèn. Rất nhiều màu, trông cũng cá tính, phải không ạ? Đây, chúng ta sử dụng một cái công tắc ở đây để chuyển và hoặc là sử dụng vào trong cái cài đặt bên trong của màn hình. Trước đây thì với cái màn hình 6,2 inch này thì chúng ta không thể cảm ứng được mà chỉ sử dụng qua một cái phím đối hướng ở phía dưới sau cần số mà thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đã có thể cảm ứng và cái giao diện cũng được làm đẹp hơn khá khá so với cả phiên bản trước đây. Rõ ràng là một mẫu xe nhỏ nhắn như là Mini thì chúng ta cũng chỉ sử dụng một cái màn hình nó ở mức vừa phải như này thôi. Với những cái mẫu xe khác thì đây là một màn hình nhỏ, nhưng mà với chiếc Mini này, với cái không gian này thì đây là một màn hình vừa phải, đủ dùng. Ở phía dưới đây thì chúng ta cũng có cái cụm điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập ạ. Và đây là chỉnh, chỗ này là chỉnh gió. Và khi chúng ta chỉnh gió thì ở cái đèn viền ở bên trên của màn hình cũng sẽ chạy theo cái nấc gió ở trên đây. Như các bạn thấy đây, các bạn thấy đây ạ, cái đèn trắng này chính là biểu thị cho cái số để chúng ta điều chỉnh cái tốc độ gió ở trong xe, tốc độ gió ở phần điều hòa. Và cái cụm điều chỉnh ở phía dưới này thì cũng không có gì thay đổi quá nhiều với những cái cần gạt rất là đặc trưng của những mẫu xe Mini Cooper. Và cái nút để chúng ta khởi động xe cũng vậy, cũng vẫn là giữ nguyên. Chỉ có một cái đặc điểm ở trên cái phiên bản 2019 này, đó chính là cái nút để bật hai cái chế độ Sport và Green của xe. Thì đã thay vì để ở viền cần số, ở viền cái cụm cần số trước đây thì đã được chuyển lên trên này. Đây ạ, Sport. Đây, Duy có thể chuyển ngay để cho quý vị và các bạn có thể nhìn thấy Mid này, Green này. Đây là Green này. Đây là chúng ta chuyển sang Mid này. Còn đây là Sport. Chuyển sang Sport thì tiếng ống xả cũng hấp dẫn hơn, thể thao hơn. Và cái cách vận hành của nó, hệ thống treo nó cũng sẽ cứng hơn ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải chuyển xuống nói cái phần hộc để đồ ở đây. Thì với một mẫu xe nhỏ như thế này và đặc biệt là di chuyển ở trong phố là chủ yếu kèm theo cái tính cá nhân, thì chúng ta sẽ không có quá nhiều cái vị trí để chúng ta có thể để đồ hay để chai nước. Chúng ta chỉ có hai cái vị trí để chai nước ở đây, kèm với cả một cái vị trí nho nhỏ để đồ hai bên cửa thôi. Cái phần này tôi nghĩ chắc là chỉ để được những cái chai 500ml thôi, chứ còn nhiều hơn thì chắc chắn là không thể để được. Cái cụm cần số mới này của Mini Cooper thì đã được tinh chỉnh lại gần như là hoàn toàn. Thì ngày hôm nay thì đây sẽ gọi là đã chuyển sang dạng cần số điện tử giống như là những cái mẫu xe của BMW. Phanh tay ở đây thì nếu mà ai đó sử dụng thì sẽ thấy rằng cái phanh tay của Mini này sẽ hơi vướng vào cái phần bệ tỳ tay này một chút. Thực ra thì không có cái bệ tỳ tay này thì chúng ta sẽ kéo phanh tay nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy ạ. Đây, đây chúng ta kéo rất dễ dàng. Còn khi có cái để tay này thì chúng ta sẽ hơi bị vướng cái phần tay này một chút. Đấy, đấy là những cái điểm mà rất nhiều người sử dụng Mini gặp phải. Và một cái điểm nữa mà của Duy cũng muốn giới thiệu với quý vị các bạn, đó chính là cái phần ốp trang trí đối diện với cả phần ghế phụ. Ở đây thì cũng được làm với cái biểu tượng của Union Jack. Chúng ta cũng có thể chuyển màu ở đây. Đây là cái đèn ốp trang trí. Và khi mà chúng ta chuyển màu ở đây thì cũng đồng nghĩa với chuyển màu ở trên cái cụm màn hình kèm theo cái hệ thống đèn viền ở xung quanh nội thất của xe. Ghế thì ở trên cái phiên bản 5 cửa Cooper S này thì ghế được trang bị là ghế da pha với cả da lộn, rất thể thao và cũng làm rất đẹp. Đây, đây quý vị các bạn có thấy, đây là cái phần đỡ đầu gối. Cái ghế này ngồi thì rất là ôm người và tính thể thao cao. Và ngồi vào đây là người phần lưng được ôm trọn vào ghế luôn. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã cùng Duy đi một vòng xem cái chiếc Mini Cooper S phiên bản 5 cửa này. Và với cái giá bán là hơn 2 tỷ đồng. Thì nó cũng là một cái mức giá bán khá cao. Nhưng mà để
sở hữu một cái mẫu xe như là dòng Mini Cooper thì phải là những người rất là cá tính và am hiểu cái văn hóa chơi xe Mini Cooper. Quý vị các bạn thấy sao về chiếc xe này? Hãy comment ngay phía dưới video và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.